Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Và trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể là tự động rep lại tin nhắn khi mà bạn đang bận hay là đang có việc gì đó không thể rep tin nhắn được nhá. Rồi, hãy cùng mình bắt đầu video ngay nào. Bây giờ giới thiệu qua một chút thì ứng dụng mình dùng trong video này có tên là SMS Auto Reply. Và tất nhiên là có đuôi chữ free rồi. Đấy, các bạn hãy cứ play tìm cho mình. Các bạn chỉ cần gõ cho mình là SMS Auto Reply. Ý tưởng từ đâu ấy mà mình nghĩ ra cái này thì đó là mỗi lần mình đang bận chẳng hạn mà ai nhắn tin cho mình này. Đấy, hay là nhiều người là gọi không được mà nhắn tin chẳng hạn. Thì mình cũng muốn là rep cho người ta nhưng mà bận không thể nào rep được. Hay chỉ đơn giản thôi, bạn đang quét nhà, đấy, tay thì bẩn lấm lem. Thế làm sao bạn rep được? Cầm lên điện thoại mà điện thoại không chống nước, chống bụi để bẩn hết điện thoại à? Xong rồi lau đi kiểu gì? Vì thế ứng dụng này sinh ra mình nghĩ rất là hữu ích. Các bạn chỉ cần đơn giản tải nó về. Đấy, icon đây nha các bạn nhé. Có cái hình màu xanh đậm ra đây này. Và sau khi tải về xong thì các bạn mở nó ra. Chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập những bước cơ bản nhất để có thể sử dụng được ứng dụng này. Cho phép. Trong ứng dụng này có rất nhiều phần, các bạn lưu ý cho mình là có rất nhiều phần hơi khó hiểu. Vì thế mình chỉ cho các bạn cách thiết lập cơ bản nhất để các bạn dùng được nó bất kỳ nào bạn muốn. Rồi, next đi. Next. Đấy, cái này không quan trọng lắm, mình cứ next thôi. Tiếp tục, đó là cái phần thêm. Bạn nhấn cho mình vào Creator để tạo mới. Chúng ta sẽ tạo mới một cái mục có tên là bận hay không là busy cũng được, để tiếng Anh đi. Đây sẽ là phần tin nhắn mà người ta nhận được khi nhắn tin cho bạn. Ví dụ nhá, bây giờ là mình đang làm một cái gì đấy trong chăn chẳng hạn, thì có người nhắn tin cho mình, ok. Thế là, xin lỗi. Đấy, tôi đang ngủ, trong chăn mà, trong chăn thì phải ngủ chứ. Xin lỗi, tôi đang ngủ. Bạn vui lòng gọi lại sau. Ok. Đấy, đang ngủ nhá, gọi lại sau nhá. Nhiều anh em mà đang nghe trong chăn lại nghĩ đến cái gì rồi, mình biết mà. Ở phía dưới này chúng ta có 3 cái list. Các bạn lưu ý có 3 cái list. Thì chúng ta chú ý cho mình cái list cuối cùng này này, đó là không rep lại, thế thôi. Chứ còn 2 cái list ở trên này thật sự nếu bây giờ giải thích ra rất là lằng nhằng. Cái list ở dưới cùng này là bạn sẽ xét xem là có rep lại tin nhắn đó hay là không. Đấy. Tức là với những người này này thì khi mà nhắn tin bạn, hệ thống sẽ không rep lại. Ví dụ như là bố bạn này, mẹ bạn chẳng hạn, thì những người này sẽ phải thêm phần don't reply để nếu bố mẹ có gọi không nhận được tin là con đang ngủ như thế này, cùng lắm là bạn bè mình thôi, đúng không nào? Ok, và sau khi làm xong này, bây giờ các bạn tiến hành là set time. Mình sẽ bắt đầu chọn cái thời gian mà cái đường này được chạy. Ví dụ như bây giờ của mình là 5:41 đúng không? Mình sẽ cho phép là chạy đến 7:41 chẳng hạn. Hoặc là mình có thể chọn là run by date, nghĩa là chạy theo ngày. Mình muốn chạy từ ngày nào tới ngày nào thì mình chùm cái này. Ví dụ như là hôm nay là mùng 2 tháng 3, mình dự kiến là hôm nay mình bận này. Mùng 2 tháng 3 này mình bận, mình sẽ chọn là run by date mùng 2 tháng 3 đến mùng 2 tháng 3. Lưu. Ok. Đấy, và như các bạn vừa thấy thì mình đã tạo ra được một cái nó chạy trong ngày mùng 2 tháng 3. Cụ thể đây hơn nó ghi giờ là từ 5:41 tới 7:41. Sau khi bạn bật cái này lên, máy bạn sẽ tự động vào chế độ không làm phiền. Đồng thời là bất kỳ có ai nhắn tin đến, người đó sẽ tự rep lại cái tin nhắn như là bạn đã đưa vào rồi. Nói chung là rất hữu ích cho bạn nào mà thích ngủ sau một ngày mệt mỏi, coi như là gồng người lên 22 tiếng một ngày, ngày mai tính ngủ thì mọi người thi nhau gọi để nhắn tin, bạn cứ chơi ứng dụng này cho mình. Đấy, viết luôn tớ đang ngủ thế nhá. Bây giờ bật nó lên. Rồi, hệ thống sẽ bắt đầu tiến hành là vào chế độ không làm phiền, cho phép. Rồi, quyền truy cập bật lên. Cho phép. Ok. Và như vậy thì mình đã xong, bây giờ máy mình đã vào cái chế độ không làm phiền. Mình sẽ tiến hành là gửi tin nhắn đến máy để các bạn thấy rằng máy tự động rep lại thế nào nhá. Đây, bây giờ mình sẽ để cả hai bàn tay mình ở trước máy thế này. Để đảm bảo với các bạn một điều rằng mình không động đến điện thoại, mình không có nhắn tin được nhá. Rồi, nào bây giờ mình sẽ gửi tin nhắn đến. Cái này mình nhờ bạn mình gửi, yên tâm đi. Chính là tay mình đây nhá, không phải bảo mình nhắn tin đến xong lại bảo là để tự động rep. Rồi. Bây giờ mình đã nhận được một tin nhắn đến, như các bạn nhìn thấy nhá. Ok, mình sẽ tiến hành đọc tin nhắn đó. Rồi, các bạn thấy chưa? Tự động rep luôn này. Nhắn lúc 5:42 và 5:42 rep lại luôn. Xin lỗi, tôi đang ngủ, bạn vui lòng gọi lại sau. Nếu mà nói theo kiểu tổng đài ấy là thuê bao khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng và trong vùng phủ chăn.
xin quét vào lòng gọi lại sau. Đấy, ok, về cơ bản là thế. Và các bạn chỉ cần xét như mình là các bạn đã hoàn thành xong cái việc gọi là tự động gửi tin nhắn rồi. Nếu như mà bạn muốn kết thúc nó sớm hơn là bạn dự định ấy, đây, thì bạn chỉ cần tắt đi. Như vậy là xong, bạn đã tắt hoàn toàn đi và bất kỳ có ai gửi nhắn đến bây giờ thì bạn sẽ có thể nhận và rep như bình thường. Phần mềm không tự động rep lại nữa. Và video này của mình cũng sẽ phải kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên like, share và subscribe cho kênh của mình nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.